Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy, các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube Channel. Kính thưa quý vị, tôi đã nhận được nhiều câu hỏi thế nào là cơn bão cytokine, và cơn bão này đã đánh gục ca sĩ Phi Nhung như thế nào. Vậy tôi xin bắt đầu buổi livestream này để giới thiệu với các quý vị, các thầy, các bạn về một cái hiện tượng gọi là cơn bão cytokine, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy hô hấp nặng và tử vong nhanh chóng ở bệnh nhân COVID-19, mà cụ thể là ca sĩ Phi Nhung đấy, là do hiện tượng cơn bão cytokine. Vậy cytokine là gì? Cyto là một từ gốc Hy Lạp, có nghĩa là tế bào, dùng trong các từ ghép để chỉ về tế bào. Cytokine là chỉ loại chất tiết ra của các tế bào bạch cầu và nội mô trong quá trình viêm, là một phần của đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Cytokine không phải là kháng thể, cũng không phải là hormone, nhưng là loại chất có hoạt tính sinh học rất mạnh, có tầm tác dụng tại chỗ, nên còn gọi một cách không chính thức là các hormone tế bào trong ngoặc kép. Cơn bão cytokine trong bệnh COVID-19 hay còn gọi là tăng cytokine máu, tiếng Anh là cytokine storm, tiếng Pháp là shock cytokinic, tiếng Nga là cytokinovi storm, tiếng Trung là si bao su phong bão, còn tiếng Nhật là cytokine sutomo. Nó là một phản ứng sinh lý có ở người và động vật thông qua hệ thống miễn dịch tự nhiên. Phân tử truyền tin tiền viêm gọi là cytokine được giải phóng ra ồ ạt. Thông thường cytokine là một phần của đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với các tác nhân lây nhiễm, nhưng sự phóng thích đột ngột với số lượng lớn có thể gây suy đa tạng và gây tử vong. Khi virus xâm nhập cơ thể, các tế bào lympho T nhận diện virus, tiết ra các cytokine để kích hoạt hệ miễn dịch hoạt động. Còn lympho B thì sản xuất ra kháng thể. Lympho T tăng sinh để trực tiếp bắt giữ virus. Các bạch cầu được thu hút đến nơi có virus. Các mạch máu được mở rộng để chuyên chở vật chất đến nơi chiến đấu với virus. Tất cả các hoạt động này có được là do vai trò của các cytokine. Sự đề kháng của cơ thể lớn dần và virus bị ức chế dần. Sau 7 đến 10 ngày, bệnh nhân loại bỏ được hoàn toàn virus ra khỏi cơ thể và khỏi bệnh. 80% bệnh nhân khỏi bệnh một cách êm ả như vậy. Sau vài ngày, nóng sốt, đau họng. Tuy nhiên, 20% số người bệnh còn lại không được suôn sẻ như thế. Nhiều người trong số đó trở nặng và xảy ra cơn bão cytokine. Theo một cách chưa rõ ràng, hệ miễn dịch bị kích thích quá mức, các cytokine tràn ngập trong máu
như một cơn bão, gây nên các phản ứng viêm, đông máu, giảm bạch cầu lympho, thâm nhiễm tế bào đơn nhân, các cơ quan nội tạng. Phản ứng viêm quá mức xảy ra, đặc biệt tại phổi, các phế nang sung huyết, tràn ngập dịch viêm, thành phế nang dày lên, giảm sức căng bề mặt, các mao mạch bị sung huyết, tất cả cản trở hấp thụ oxy, khiến oxy trong máu giảm thấp. Tuy nhiên, có điều kỳ lạ là mặc dù oxy máu giảm thấp, nhưng người bệnh không nhận thức được tình trạng này. Điều này được giải thích là do khí carbonic CO2 đấy, có tính thấm rất tốt, gấp 20 lần oxy, vẫn thấm qua được vách phế nang để thoát ra ngoài. Vì thế, khi làm khí máu động mạch cho bệnh nhân COVID-19 khó thở, bác sĩ nhận thấy chỉ có oxy trong máu giảm thấp, còn CO2 thì gần như bình thường. Mà trung tâm hô hấp trong não con người chỉ nhạy với khí CO2. Khi bệnh nhân bị tăng CO2 máu thì lập tức cơ thể nhận ra khó thở và phản ứng ngay. Còn khi thiếu CO2 oxy đấy, thì cơ thể nhận ra muộn hơn, người bệnh vẫn chịu đựng được, thậm chí đến mức độ bão hòa oxy động mạch, tức là SpO2 mà ta đo ở ngón tay đấy, là 50%. Đấy. Thậm chí đến 50% người bệnh vẫn chịu đựng được. Mà giá trị SpO2 bình thường sẽ dao động ở mức 95-100% đấy. Tiếp theo, cơn bão cytokine kích hoạt tình trạng tăng đông máu, làm đông máu giải rác khắp các mao mạch phổi, làm tắc nghẽn lượng máu đến các phế nang, dẫn đến trao đổi oxy càng tồi tệ thêm. Hậu quả là hai lá phổi sũng nước, đông đặc lại. Và người ta thường dùng kỹ thuật thuật ngữ phổi bị gan hóa, tức là lá phổi khỏe mạnh, có màu trắng hồng, xốp, chứa đầy hơi, khi thả xuống nước thì nó nổi. Còn lá phổi bị viêm, đông đặc sung huyết thì màu tía, chắc và nặng như lá gan, thả xuống nước là chìm. Nên người ta dùng cái thuật ngữ phổi bị gan hóa là vì thế. Lúc đó nó giống phổi giống như là lá gan, thả xuống nước là chìm. Lúc này người bệnh khó thở rất nặng, môi và đầu ngón chân, ngón tay tím tái. Người bệnh rất mệt, há mồm ra thở. Đó, nhịp thở như vậy, nhịp thở trên 30 lần một phút. Và nặng nữa thì lú lẫn, hôn mê. Đo bão hòa oxy máu, thấy xuống thấp. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. Trên phim X-quang người ta thấy hình ảnh hai lá phổi trắng xóa. Với lá phổi bị cơn bão cytokine tàn phá như vậy thì thở oxy, kể cả thở oxy dòng cao hay thở bằng máy, cũng không hấp thu oxy được. Người bệnh sẽ tử vong nhanh chóng. Vì vậy chúng ta mới thấy nhiều người mặc dù được thở oxy dòng cao đến 60 lít một phút hoặc thở máy vẫn tử vong là vì thế. Cách duy nhất có thể cứu được bệnh nhân lúc này là chạy tim phổi nhân tạo, cái tắt là ECMO đấy, ECMO. Nhưng mà ca sĩ Phi Nhung cũng đã sử dụng thiết bị tim phổi nhân tạo ECMO đấy, và lọc hấp thụ cytokine, rồi đợi cho cơn bão cytokine qua đi và phổi bệnh nhân dần hồi phục. Nhưng hiện nay chúng ta thấy số lượng máy ECMO rất hạn chế. Nếu hàng nghìn người bệnh COVID-19 cùng bị nguy kịch một lúc thì việc chạy ECMO để cứu bệnh nhân là rất khó thực hiện. Nhưng riêng trường hợp ca sĩ Phi Nhung thì được ưu tiên dùng, không có là
như có nhiều nơi là ở những địa phương xa trung ương thì hay bị thiếu ECMO thì rất nguy hiểm. Những người trẻ thì cơn bão cytokine mạnh và dữ dội hơn những người lớn tuổi rất nhiều. Nếu không kiểm soát được cơn bão cytokine thì nó sẽ tàn phá cơ thể và xô đổ bệnh nhân. Thì lúc này để chữa kiểm soát được cơn bão cytokine thì người ta cần dùng sử dụng corticosteroid tổng hợp dexamethasone trong thời gian ngắn và đã được chứng minh là làm giảm được mức độ nghiêm trọng của tình trạng viêm và tổn thương phổi do bão cytokine gây ra bằng cách ức chế bão cytokine nghiêm trọng hoặc giai đoạn tăng viêm ở bệnh nhân COVID-19. Và dược phẩm thứ hai có tác dụng hạn chế được cơn bão cytokine đó là nicotinamide, tức là một dạng vitamin B3, là chất ức chế mạnh các cytokine tiền viêm. Nicotinamide còn được gọi là niacinamide, là một dạng vitamin B3 có trong thực phẩm và được sử dụng như một chất bổ sung chế độ ăn uống và thuốc đối với những bệnh nhân COVID-19. Vitamin B3 là một chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng cơ thể của chúng ta không thể tự sản xuất được mà phải hấp thụ qua thực phẩm. Tuy nhiên, vitamin này có thể hòa tan trong nước và theo lượng nước thừa của cơ thể bài tiết ra ngoài qua nước tiểu thay vì lưu trữ trong cơ thể. Do đó mà chúng ta cần phải thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin B3 để đảm bảo là chống được cơn bão cytokine. Vậy giờ bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 16 loại thực phẩm giàu vitamin B3 sau đây nhé. Thứ nhất là gan của các loại thức ăn mà các loại chúng ta vẫn ăn, tức là gan của heo, gan của bò, gan thêm gan của các loại gà như vậy, tức là gan. Loại thức ăn thứ hai là ức của con gà. Loại thứ ba là thịt của con gà Tây. Mặc dù gà Tây chứa ít vitamin B3 hơn thịt gà ta, song đây là một thực phẩm lại có chứa thêm tryptophan có thể chuyển hóa thành vitamin B3. Và tryptophan cũng được sử dụng để sản xuất chất dẫn truyền thần kinh serotonin và hormone melatonin. Cả hai chất này đều quan trọng đối với tâm trạng và giấc ngủ của bệnh nhân. Món ăn thứ tư là cá ngừ. Nhiều người thường lo ngại về độc tính thủy ngân có thể tích lũy trong thịt cá ngừ. Tuy nhiên, chúng ta có thể an toàn khi chỉ ăn một hộp cá ngừ mỗi tuần. Món ăn thứ năm là cá cơm. Cá cơm cũng có chứa nhiều selenium nữa, chiếm khoảng 4% RD trên mỗi con cá cơm. Nó là thực phẩm giàu selen, có thể giúp bạn giảm được cả nguy cơ ung thư đến 22%, đặc biệt là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư dạ dày và ung thư tuyến tiền liệt. Món ăn thứ sáu là cá hồi. Bên cạnh cá ngừ thì cá hồi cũng là một nguồn thực phẩm có chứa nhiều vitamin B3. Cá hồi cũng là thực phẩm giàu axit béo omega 3 nữa, nên có thể giúp cho chúng ta chống được viêm và giảm được nguy cơ mắc bệnh tim cũng như các rối loạn tự miễn. Cái hệ thống tự miễn dịch chúng ta ấy, nó phát triển quá nhiều trong trường hợp như là siêu bão cytokine ấy.
nó làm rối loạn tự miễn. Thức ăn thứ bảy là thịt heo. Thịt heo nạc như là giống như là những thịt thăn chẳng hạn, hoặc sườn heo nạc cũng là một nguồn thực phẩm giàu vitamin D3. Thịt heo cũng là một nguồn thực phẩm giàu thiamin, tức là vitamin D1. Đây là một loại vitamin quan trọng cho sự trao đổi chất của cơ thể. Loại thức ăn thứ 8 là thịt bò. Thịt bò là nguồn thực phẩm giàu vitamin B3, rồi là thêm dầu protein, sắt, vitamin B12, selen và kẽm. Tuy nhiên thịt bò nạc thì có chứa nhiều vitamin B3 hơn là thịt bò mỡ. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thịt bò, loại bò ăn cỏ, cung cấp nhiều axit béo omega 3 và chất chống oxy hóa tốt cho tim hơn so với thịt bò ăn ngũ cốc thông thường. Vì thế thịt bò ăn cỏ sẽ bổ dưỡng hơn cho chúng ta. Và thức ăn thứ 9 là lạc, hay còn gọi là đậu phộng. Lạc là một trong những nguồn thực phẩm giàu vitamin B3. Đậu phộng cũng rất giàu protein, chất béo không bão hòa đơn, vitamin E, vitamin B6, magie, phốt pho và mangan. Mặc dù có lượng calo tương đối cao, nhưng nghiên cứu cho thấy nếu chúng ta ăn đậu phộng hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Món ăn thứ 10 là quả bơ. Ngoài vitamin B3 đấy, thì quả bơ còn chứa một lượng kali nhiều hơn gấp 2 lần so với lượng kali trong một quả chuối. Nhưng quả bơ cũng là một nguồn giàu chất béo không bão hòa đơn, có thể giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc bệnh tim khi chúng ta ăn thường xuyên quả bơ. Món ăn thứ 11 là gạo lứt. Ngoài hàm lượng vitamin B3 ra, gạo lứt còn chứa nhiều chất xơ, thiamin, vitamin B6, magie, phốt pho, mangan và selen. Khi thay thế gạo trắng bằng gạo lứt, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy gạo lứt giúp làm giảm viêm và cải thiện các dấu hiệu sức khỏe tim. Chúng ta, nhất là ở phụ nữ thừa cân và béo phì. Món ăn thứ 12 là nấm. Nấm ngoài cái vitamin B3 đấy, thì nấm còn là một lựa chọn phù hợp cho người ăn chay thường tìm kiếm nguồn vitamin B3 từ tự nhiên. Loại thức ăn thứ 13 là lúa mì. Các sản phẩm lúa mì nguyên chất như bánh mì và mì ống đều là thực phẩm giàu vitamin B3. Điều này là do lớp vỏ hạt lúa mì giàu vitamin B3 có trong bột lúa mì nguyên chất chứ không có trong bột trắng tinh chế. Nên bánh mì đen là bánh mì tốt nhất. Rồi loại thức ăn thứ 14 là đậu Hà Lan. Các nghiên cứu cho thấy đậu Hà Lan cũng chứa nhiều vitamin B3, rồi nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất khác có thể làm giảm nguy cơ ung thư, giảm mức cholesterol. Loại đậu này còn giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột thật tốt. Vi khuẩn tốt ở đường ruột để giúp chúng ta tiêu hóa tốt. Loại thực phẩm thứ 15 là khoai tây. Theo một đánh giá, khoai tây nâu, tức là khoai tây trắng vẫn được caramel hóa, chứa lượng vitamin B3 cao nhất trong số các loại khoai tây. Còn khoai lang cũng là một nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất, có thể cung cấp lượng vitamin B3 tương đương với củ khoai tây trắng, tức là không tốt bằng khoai tây nâu đó, nhưng mà nó tương đương như khoai tây trắng với kích cỡ trung bình. Và thực phẩm thứ 16 là ngũ cốc. Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng và các sản phẩm ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng và mì ống có thể giúp cho chúng ta cải thiện lượng vitamin B3 đấy, trong cơ thể. Thì đấy, ngoài cái vitamin B3 thì còn một loại chất nữa giúp chúng ta xử lý được cái bọn mà cytokine này, đó là magnesium.
làm giảm áp sản xuất cytokine gây viêm bằng cách điều hòa hệ miễn dịch. Còn magnesi tiếng Việt thì còn được gọi là magie hay là magie, là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu là Mg và số nguyên tử là 12. Thì các loại thực phẩm dầu magie là loại nào để chúng ta ăn cho nó tốt? Thứ nhất là sô cô la đen. Sô cô la đen rất giàu magie, đặc biệt có lợi cho sức khỏe của tim vì nó có chứa flavanol, là những hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn chặn cholesterol xấu LDL đấy, khiến chúng không bị oxy hóa và bám vào các tế bào lót trong động mạch. Loại thực phẩm thứ hai là bơ. Bơ là một nguồn cung cấp magie dồi dào. Bơ cũng chứa nhiều kali, vitamin B, vitamin K và không giống như hầu hết các loại trái cây. Quả bơ cung cấp rất nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn lành mạnh, rất tốt cho sức khỏe của tim. Loại thực phẩm thứ ba là các loại hạt, gồm hạt hạnh nhân và hạt điều. Ngoài ra các loại hạt này còn cung cấp nhiều chất chống viêm, có lợi cho sức khỏe của tim. Do hương vị thơm ngon và những lợi ích về sức khỏe nên chúng được dùng thay thế cho những món ăn vặt nhẹ như là khoai tây chiên và bim bim. Loại thức ăn thứ tư là các cây họ đậu, bao gồm đậu lăng, đậu xanh, đậu Hà Lan và đậu nành. Loại thức ăn thứ năm là đậu phụ. Chúng ta đừng coi thường đậu phụ. Các nhà khoa học còn chứng minh rằng ăn đậu phụ có thể bảo vệ các tế bào lót trong động mạch và giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Đấy, ngoài ra nó thiệt cái đường dưới để cái hệ miễn nhiễm của chúng ta, làm giảm được cái nguy cơ là cơn bão cytokine, thì nó còn giúp cho chúng ta giảm được nguy cơ được ung thư dạ dày nữa. Và thực phẩm thứ sáu là hạt lanh, hạt bí ngô, hạt chia. Và thực phẩm thứ bảy là ngũ cốc nguyên hạt, bao gồm lúa mì, yến mạch và lúa mạch, hạt kiều mạch và hạt quinoa. Và thức ăn thứ 8 là các loại cá béo như là cá hồi, cá thu và cá bơn. Chất béo trong cá rất có lợi cho sức khỏe. Chúng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, đặc biệt là bệnh tim. Do lượng axit béo omega 3 cao chứa trong cá béo. Thức ăn thứ 9 là chuối. Chuối nổi tiếng với hàm lượng kali cao, có thể làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nhưng chuối cũng là một loại hoa quả rất giàu magie, và magie thì giúp chúng ta quản lý được cái hệ miễn nhiễm. Chúng là cái hiện tượng là bão cytokine. Loại thức ăn thứ 10 là rau lá xanh, bao gồm cải xoăn, rau bina, rau củ cải và rau mù tạt. Ngoài ra rau lá xanh còn cung cấp một số chất dinh dưỡng tuyệt vời khác, bao gồm sắt, mangan, vitamin A, C và K. Rau lá xanh cũng chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi giúp bảo vệ các tế bào của chúng ta khỏi bị tổn thương và làm giảm nguy cơ ung thư. Đó. Đấy, hôm nay xin giới thiệu với quý vị là cái cơn bão cytokine đã làm cho những bệnh nhân Covid-19, và trong đó có ca sĩ Phi Nhung bị là tử vong. Thì đấy, những món ăn chúng ta cần chú ý hàng ngày nên ăn những loại hoa quả, loại rau như vậy, loại thức ăn như vậy để chúng ta bổ sung cho cơ thể chúng ta được mạnh khỏe và chống được cái việc là những cơn bão cytokine nếu như chúng ta mà bị Covid-19.
Xin cảm ơn các quý vị, các thầy các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.